Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin tức người nổi tiếng. Trong bài tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo sinh ngày 16 tháng 6 năm 1967, giới tính nam, quê quán xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 20 tháng 1 năm 1995, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn, kỹ sư kinh tế kỹ thuật, chức vụ Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Malaysia, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Tóm tắt quá trình công tác. Năm 1990 đến năm 1994, Phó Phòng Kế hoạch Nhà máy Thực phẩm Cầu Diễn, Trưởng Phòng Xuất nhập khẩu, Phó Giám đốc Công ty Thực phẩm Vi sinh năm 1994 đến năm 2005, Quận ủy viên Quận Hai Bà Trưng, đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận Hai Bà Trưng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Sản xuất Kinh doanh Đầu tư và Dịch vụ Việt Hà, Tổng Giám đốc Liên đoàn NM Bia Đông Nam Á 2005 đến 2010, Quận ủy viên Quận Hai Bà Trưng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Ngân sách, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư Việt Hà, Công ty mẹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LGNM Bia Đông Nam Á năm 2011 đến năm 2014. Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 13, Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư Việt Hà Công ty mẹ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam Đan Mạch, Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. 2014 đến 2018, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phó Bí thư chi bộ Vụ Kinh tế Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Malaysia. Năm 2018 đến nay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14, Phó Bí thư chi bộ Vụ Kinh tế Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Malaysia. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.